Cách đây vừa tròn 20 năm, những người trẻ đầy nhiệt huyết của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh Michaco đã tình nguyện sang Lào, mang theo hoài bão và niềm tin đánh thức vùng đất Bùng Hùa Na hoang sơ, vắng dấu chân người, thành vùng mỏ sôi động để tạo dựng nên thương hiệu Vilaco đầy tự hào hôm nay. Thành quả sau 20 năm bền bỉ tạo dựng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động không chỉ góp phần vào sự lớn mạnh của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, sự phát triển của huyện Sê Păng Phay mà còn tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh, Khăm Muồn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Hành trình đầy tự hào của Vilaco trên đất bạn Lào bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2004, khi công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp giấy phép đầu tư khai thác và chế biến sâu mỏ thạch cao tại bản Bùng Hùa Na, huyện Sê Păng Phay, tỉnh Khăm Muồn. Tháng 7 ở Lào bắt đầu mùa mưa, những cơn mưa cứ ào đến rồi qua rất nhanh. Khăm Muồn đón đoàn cán bộ công nhân người Việt bằng tiết trời mát mẻ và bằng cả nụ cười rạng rỡ, ấm tình hữu nghị đoàn kết. Những ngày đầu gian nan, tất cả đều bắt đầu bằng con số 0. Không điện thắp sáng, không nước sạch, không sóng điện thoại, không phương tiện đi lại. Điều kiện sinh hoạt đơn sơ, ngôn ngữ và văn hóa địa phương còn lạ lẫm. Thế nhưng càng khó khăn càng làm sáng lên bản lĩnh, sự chủ động linh hoạt. Ban lãnh đạo công ty đã sớm nhận định tình hình, triển khai các phương án. Và rồi, sau những ngày dài vật lộn với mưa dầm nắng gắt, những người trẻ ấy đã làm đường, bóc đất, mở vỉa. Đến tháng 7 năm 2004, dự án chính thức đi vào hoạt động. Ngày cũng như đêm tại khu mỏ, nơi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt-Lào Vilaco đứng chân, luôn có đông công nhân làm việc. Được biết trước đây, khu mỏ có diện tích 700 hectare, trữ lượng 22 triệu tấn, từng thuộc quyền khai thác của một công ty Thái Lan. Để tiếp quản và thực hiện thành công dự án xuyên quốc gia này, các nguyên tổng giám đốc Michaco đã nỗ lực đàm phán nhiều lần với chính phủ Lào và các bộ ban ngành nước bạn về cơ chế chính sách cho dự án, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Đến thời điểm hiện tại, Vilaco mới khai thác trên diện tích 130 hectare, nhưng sản lượng thạch cao hàng năm trung bình luôn đạt trên 500.000 tấn, tạo việc làm cho 180 đến 200 lao động, chủ yếu là người dân địa phương, với mức thu nhập tính theo tiền Việt Nam là hơn 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Đây là mức thu nhập khá cao so với bình quân chung trên địa bàn. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của nhiều lao động trẻ của nước bạn Lào đã được cải thiện rõ rệt. Tôi làm việc tại Vilaco 8 đến 9 năm nay rồi. Trước làm nhiều nơi, nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh lắm. Nhưng từ khi làm việc ở đây, thu nhập mỗi tháng là hơn 10 triệu đồng. Nhờ đó tôi sắm sửa được nhiều đồ dùng trong nhà, con cái được chăm lo đầy đủ hơn. Từ thành công này, năm 2007, công ty bắt đầu xây dựng nhà máy chế biến bột thạch cao trị giá 3 triệu USD, công suất 30.000 tấn một năm. Mở ra hướng đi mới, phù hợp với chủ trương nhất quán đã được chính phủ hai nước Việt Nam và Lào ký kết. Đó là ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, hạn chế xuất khẩu thạch cao thô. Năm 2012, Vilaco tiếp tục đầu tư dây chuyền để sản xuất tấm trần. Những năm gần đây, Vilaco phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giá xăng dầu, các nguyên vật liệu khác tăng cao. Thế nhưng, với tinh thần vượt khó, sáng tạo, Vilaco đã vững vàng vượt qua sóng gió. Năm 2021, Vilaco khai khoáng trên 650.000 tấn thạch cao thô, sản lượng bột thạch cao đạt 12.000 tấn và sản xuất khoảng 300.000 tấm trần thủ công. Vilaco đã trở thành nhà cung cấp sản phẩm thạch cao uy tín, chất lượng hàng đầu tại Lào và các nước khu vực Đông Nam Á. Vẫn biết còn nhiều khó khăn phía trước,
một số lĩnh vực phải tiếp tục đầu tư, tìm giải pháp mới cho sản xuất kinh doanh. Thế nhưng thế và lực mới hôm nay đã giúp Vilaco vững vàng vượt qua thử thách. Nhìn vào biểu đồ này, những con số cao nhất từ trước đến nay có thể hình dung được cơ ngơi, sức vóc, trí lực của một công ty sau hơn 2 thập kỷ xây dựng và trưởng thành. Công ty của tôi chuyên sản xuất xi măng cung cấp cho thị trường Lào, Thái Lan và Trung Quốc. 18 năm thành lập, đi vào hoạt động thì có đến 16 năm, Vilaco là đối tác tin cậy mà tôi lựa chọn để trở thành nhà cung cấp thạch cao duy nhất. Lý do là vì Vilaco rất giữ chữ tín, sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nên chúng tôi luôn yên tâm. Suốt nhiều năm, Vilaco luôn khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp đầu tàu trên lĩnh vực khai thác và chế biến thạch cao tại Lào và Việt Nam. Để làm được điều đó, công ty đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư nhà xưởng, dây chuyền, thiết bị máy móc hiện đại, ưu tiên mọi điều kiện cho chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, sự ra đời của nhà máy sản xuất bột, của dây chuyền sản xuất tấm trần thạch cao và chuyển giao dây chuyền công nghệ sản xuất, phối trộn bột thạch cao beta cao cấp là những minh chứng sống động. Tất cả vì cam kết giá trị và chất lượng các sản phẩm thạch cao mang thương hiệu Việt. Công ty xác định là để đáp ứng được yêu cầu của thị trường thì có chiến lược cụ thể, trong đó trọng tâm là tạo cơ chế khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo. Nhờ vậy rất nhiều đề tài đã được áp dụng vào sản xuất và cho hiệu quả cao. Như mới đây là cải tiến hệ thống remote nghiền mịn nhằm tăng tuổi thọ cho thiết bị, giảm tiếng ồn, hay là rulo chống trượt và chống lệch băng tải. Tại Vilaco, mọi cán bộ, kỹ sư công nhân đều được làm việc trong một môi trường thân thiện, được đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời và được hưởng phúc lợi xứng đáng. Phong trào văn nghệ thể thao được duy trì tổ chức thường xuyên, kịp thời cổ vũ động viên, giải tỏa áp lực cho người lao động sau mỗi giờ làm việc, giúp họ thêm tự hào về những thành quả đạt được để tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quảng bá thương hiệu Vilaco. Đóng tại một địa bàn xa xôi hẻo lánh của nước bạn Lào, Vilaco không chỉ đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà còn giúp phát triển cơ sở hạ tầng như điện đường, trường trạm và làm tốt công tác an sinh xã hội. Bước chân thiện nguyện của những cán bộ Vilaco đã in dấu trên nhiều miền quê của Lào. Nơi nào còn khó khăn, nơi nào cần sự tiếp sức hỗ trợ từ cộng đồng là nơi đó có dấu ấn của Vilaco. Tôi vui lắm. Ngày trước trường chỉ là phòng học lụp sụp. Về mùa mưa này, lúc nào cũng lo các cháu bị ướt. Nhưng từ khi được công ty Vilaco giúp đỡ, cô trò chúng tôi đã có được ngôi trường kiên cố, khang trang và đầy đủ cơ sở vật chất để dạy học. Số lượng các em đến trường cũng vì thế mà tăng lên nhiều. Vilaco luôn cam kết và thực hiện việc trích 5% lợi nhuận sau thuế mỗi năm để đóng góp vào sự phát triển bền vững và phúc lợi của địa phương. Từ năm 2014 đến nay, Vilaco đã dành hàng chục tỷ kíp cho các bản Khùa Xê, Bùng Hùa Na, Bản Tưng và Bản Sạng, huyện Xê Păng Phay và tỉnh Khăm Muồn để hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, nhà trẻ, điện đường trường trạm, ủng hộ thiên tai lũ lụt, quỹ phòng chống COVID-19, cũng như ủng hộ, hưởng ứng các ngày lễ lớn, các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ của địa phương. Ngoài ra, công ty còn thường xuyên phối hợp với tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn bản Bùng Hùa Na, Bản Tưng và huyện Xê Păng Phay với số tiền trên 300 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực hiệu quả của công ty Vilaco thể hiện tình cảm trách nhiệm của doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, cũng như là sự phát triển của tỉnh Khăm Muồn. Tôi luôn ghi nhận đánh giá cao và trân trọng biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ to lớn, thiết thực đó của công ty Vilaco.
Với những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất và an sinh xã hội, Vilaco đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bằng khen của tỉnh Khăm Muồn của huyện Sê Păng Phay, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng nhiều danh hiệu cao quý khác của các tổ chức đoàn thể Việt Nam cũng như bộ ban ngành tại Lào và của tổng công ty. Có thể nói thành công hôm nay của Vilaco luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình của chính phủ Lào, của lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, sự quan tâm của ban giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, sự tin yêu của các đối tác. Chúng tôi đánh giá đây là một cái dự án rất là hiệu quả đối với tổng công ty, đặc biệt là một cái dự án đầu tư tại nước ngoài đầu tiên của tổng công ty sang nước ngoài Lào. Thì qua 20 năm hoạt động thì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Vilaco đạt được nhiều kết quả rất là tốt, đóng góp quan trọng vào cái kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn công ty. Thời gian tới thì tổng công ty đã có cái chủ trương sẽ đầu tư mở rộng cái dự án này, đặc biệt thì một là mở rộng khai thác, quy mô khai thác, cái thứ hai nữa là sẽ đầu tư thêm các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ thế cao. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục sẽ nghiên cứu để khai thác thêm các cái khoáng sản mới, rồi các dịch vụ trồng trọt cho tại địa phương, rồi thương mại dịch vụ. 20 năm hành trình ý chí và khát vọng vươn xa của những nỗ lực không ngừng để kiến tạo nên những giá trị mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn. Giờ đây, Vilaco đã là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào, cũng như hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn. Tình đoàn kết hữu nghị ấy đang từng ngày hiện hữu trong mỗi hành động, việc làm, suy nghĩ của mọi cán bộ, công nhân viên Vilaco, những công nhân người Lào gắn bó trọn tình với doanh nghiệp Việt, những cán bộ công nhân người Việt luôn coi Lào là quê hương thứ hai. Họ cần mẫn làm việc, cống hiến tất cả sức lực, trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển bền vững của công ty. Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại. Sáng tạo đổi mới, quyết tâm thực hiện chiến lược phát triển công ty. Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ lãnh đạo, người lao động Vilaco phải thực hiện. Thực hiện tốt nhiệm vụ tổng công ty đã giao phó, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần, công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động để họ yên tâm công tác lâu dài với công ty. Tiếp tục đầu tư chế biến sâu sản phẩm, gia tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm, song song với gìn giữ môi trường. Đó là mục tiêu dài hạn và phát triển bền vững của công ty. Làm tốt công tác an sinh xã hội là cầu nối gắn kết giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn nói riêng và giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chiều muộn, những chuyến xe chở thạch cao vẫn hối hả nối đuôi nhau qua cửa khẩu quốc tế để về cập bến tại kho trung chuyển ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê và thị xã Hồng Lĩnh. Từ đây, những chuyến hàng lại ngược xuôi đi khắp mọi vùng miền trên cả nước. Những chuyến xe mang thương hiệu Vilaco tiếp tục vươn xa. Hành trình của Vilaco, những kết quả mà Vilaco đạt được đã thêm một lần nữa khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn trong lĩnh vực kinh tế, cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp về sự hợp tác gắn bó bền chặt, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.